Chào các bạn, mình đang ở cái quầy Toshiba. Và Toshiba ở đây để bốn cái tablet nổi bật ở trong cái tủ kính. Bây giờ mình sẽ xin giới thiệu với các bạn từng cái một. Đầu tiên là cái tablet có cái màn hình 5 inch 1. Và cái màn hình là màn hình độ phân giải rộng 219, rất là rộng, nhìn rất là đẹp. Mình chưa biết là Toshiba sẽ bán hay là giới thiệu cái này khi nào. Các bạn thấy là cái tablet này nó có thiết kế tương tự như cái tablet XSI 10 inch của Toshiba, nhưng mà kích thước của nó là 5 inch, màn hình màu sắc rất là đẹp. Bên cạnh thì chúng ta có một cái máy khác bầu bĩnh hơn, đó là cái tablet 7 inch 7. Tablet này sử dụng cái màn hình AMOLED. Không biết gì nhiều về chiếc máy này để mà nói với các bạn. Mình cũng thấy bên cạnh nó khá là mỏng, cũng có cổng micro USB, cổng micro SD. Và bên cạnh đó nữa chúng ta lại có một chiếc 10 inch. Chiếc 10 inch này chính là chiếc XSI 10 inch. XSI 10 của Toshiba. Mình có một bài giới thiệu riêng về chiếc máy này. Và Toshiba nói trước đây là chiếc máy tính 10 inch mỏng nhất thế giới, thì độ mỏng của nó là 7.7 mm, rất là mỏng. Và điều đặc biệt là nó trang bị đủ các cổng hết. Chúng ta có micro SD, mini HDMI, micro USB và tai nghe. Và đây các bạn sẽ thấy đây là một chiếc tablet 13 inch độ phân giải HD. Các bạn nghĩ như thế nào nếu chúng ta cầm một cái máy tính 13 inch tablet? Có lẽ nó phải dùng trong một số cái việc đặc biệt nào đó. Ví dụ như là chúng ta đang xem cái này. Đây là bảng báo thời gian TV. Cái này nó cũng rất là mỏng, 13 inch nhưng cũng rất là mỏng. Hy vọng là chiếc tablet 13 inch này sớm được bán ra, để chúng ta có nhiều cái lựa chọn hơn về kích thước màn hình. Kể cả chiếc 5 inch 1, chiếc 13 inch này được trang bị cổng SD thay vì cổng micro SD, có micro USB và HDMI, khá là đặc biệt. Cảm ơn các bạn.